Dạ em xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là em lên em chia sẻ một cái câu chuyện các bạn vậy. Thì ngày hôm qua là anh Thanh Hải anh tiếp tục nhận được một lời đe dọa nữa các bạn chị. Có một người nhắn tin cho anh Hải nói như thế này: cái bữa mà cướp nhà đó không tởn hay sao, không biết sợ hả, mày còn lên nói nữa, chuyến này tao dùng bơm xăng chơi thẳng vào nhà mày. Đó, các anh chị thấy thì ở đây những gì anh em chia sẻ lên câu chuyện của Tuấn và chị Hà thì cái sự việc này đúng hay sai thì chúng ta phải chờ cái kết quả cuối cùng. Ở đây chúng em ở đây, tụi các anh em ở đây chỉ là chia sẻ câu chuyện này của chị Hà và thảo luận cái công việc, cái công chuyện này đó. Thì đúng hay sai là cơ quan pháp luật là đưa ra kết quả cuối cùng. Thì em đồng ý với tất cả anh chị, cái kết quả cuối cùng là chờ cơ quan chức năng. Chứ ở đây tụi em không có ra một cái kết quả cuối cùng. Em nhấn mạnh cho các bạn chị, ở đây tất cả chúng em làm YouTube để chia sẻ thông tin chứ không phải là đưa một cái kết quả cuối cùng để kết luận ai có tội và ai không có tội ha. Còn những anh em nào binh anh, không nói giờ binh anh Tuấn đi, hay là bên anh Tuấn, cho những cái lời chia sẻ của tụi em sai thì các anh chị đưa ra cái ý kiến tụi em sai chỗ nào và trật cái chỗ nào, những cái lời nói của tụi em không đúng ở chỗ nào đó, thì các anh chị hãy đưa ra và giải thích cái chỗ mà tụi em không đúng và tụi em sai đó, chứ đừng có dùng một cái hành động mà là đe dọa hoặc là dùng một cái tác động nào đó đến gia đình những anh em. Các anh chị binh Tuấn và nói giúp đỡ cho Tuấn thì các anh chị cứ lên nói tụi em đúng sai chỗ nào, chứ các anh chị dùng một cái hành động như vậy không biết là các anh chị Tuấn đúng hay sai, nhưng mà các anh chị làm vậy là các anh chị cũng đã sai rồi ha. Các anh chị nói những cái người khán giả chia sẻ lên kênh của mấy anh em, các anh chị đó đúng và sai cái chỗ nào các anh chị phải giải thích ra. Thì các anh chị cứ điện cho các anh em nói cái anh đó, anh A đó nói như vậy về Tuấn không đúng đó, không đúng ở chỗ nào nè, anh phải nói ra đó, cho cộng đồng khán giả người ta hiểu Tuấn ở chỗ đó nó đúng cái chỗ đó, và Tuấn nó sai chỗ đó, chị Hà trật cái chỗ đó và chị Hà đúng cái chỗ đó, các anh chị phải nói ra. Chứ không phải là các anh chị dùng những cái lời lẽ mà đe dọa đến gia đình các anh em làm kênh đâu. Như vậy là cho dù các anh chị lời nói các anh chị đúng, nhưng mà các anh chị làm như vậy là các anh chị cũng đã sai ha. Cái này là em nói sự thật. Tụi em thì đưa thông tin thì cả hai phía chị Hà làm những vậy là sai, là em cũng nhận nó sai, mà chị Hà đúng thì em nói đúng, Tuấn sai thì em nói sai, Tuấn đúng thì nó đúng, đúng không? Nhưng mà trước mắt ở đây hiện tại bây giờ em chưa thấy những cái thông tin nào, những việc làm của Tuấn đối với chị Hà là đúng hết, cho nên tụi em là chưa có thể nhìn nhận là những cái gì mà về Tuấn đúng. Thì các anh chị thấy Tuấn làm những điều đó là đúng thì các anh chị hãy đưa ra Tuấn đúng những gì, Tuấn làm gì là đúng những gì đó, và sai những gì thì các anh chị cũng phải nói ra. Thì các anh chị không nói điện cho mấy anh em dọa nạt mấy anh em thì cái đó, những gì cái đó anh cho dù các anh chị làm đúng đi, nhưng mà các anh chị làm đó vô tình các anh chị đã sai lầm, các anh chị đã sai, đúng không? Ở đây chúng em không có sợ ai hết. Chúng em dám nói trên mạng xã hội này thì những lời nói của chúng em này chúng em phải chịu trước pháp luật.
Còn các anh chị không lên, các anh chị nói rồi điện rồi dọa anh em, chửi hăm dọa các anh em rồi đưa thiên thưa đưa kiện. Thì ngày hôm mấy ngày trước thì có một người đàn ông là điện dọa kiện em, rồi chửi các chị phụ nữ tối ngày ăn ở không rảnh háng lo chuyện của người ta. Thì em sẵn đó em nói cái người đàn ông này nè, các anh nói các chị phụ nữ đó rảnh háng lo chuyện người ta, còn bản thân anh thì sao? Bản thân anh cũng đang rảnh háng đó, anh mới lo chuyện của người ta, nói gì nói kệ người ta, anh cũng rảnh háng, anh cũng xía vô anh chửi người ta. Nó còn thách thức em đăng số điện thoại lên, em đăng lên rồi anh điện anh chửi em, anh đầu kiện em. Thì anh kiện thì anh vẫn kiện ha, anh kiện thì em hầu chứ đâu phải mà em đặt điều đặt chuyện lên tự nhiên em đăng cái số điện thoại anh lên đâu. Trong khi đó cuộc đối thoại của em và anh, em nói rõ như thế này, cuộc đối thoại của anh và em ngày hôm nay em sẽ đăng lên và cùng đó cái số điện thoại của anh. Thì anh nói ừ cứ đăng thì đăng. Thì anh gọi anh qua 2 3 bữa sau anh gọi điện anh nói là anh sẽ kiện em nói, em đặt điều cho anh. Trong những cái ruột ghi âm đó em không cắt bỏ những thứ gì hết, em đăng nguyên si lên. Thì những gì anh nói xúc phạm đến người ta thì vẫn còn ở đó chứ không phải là không ha. Thì anh muốn kiện thì cứ kiện ha, còn có cái bằng chứng đó, cái clip cái đoạn ghi âm đó em vẫn còn giữ ở đây thì em sẽ đưa ra cho người ta xem, người ta nghe ha. Chứ đừng á anh đe dọa người ta tấn công lắm, anh đừng có để lên mạng hay hoặc điện thoại anh đe dọa công, gặp mặt nói chuyện ok liền, thích thì ok ha. Chứ đừng có nói mà lên mạng người anh lên anh điện anh chửi người này anh chửi người kia hăm dọa, cái đó hèn lắm ha. Thích ừ alo bữa nay tao chơi với mày, hẹn ra chỗ nào đó chơi, hai bên viết vài chữ cái ký tên vô chơi, khỏi phiền đến ai, khỏi phiền đến pháp luật luôn. Chứ ở đó mà nhắn tin đe dọa người này người kia làm gì làm chi, nó không anh hùng đâu, gặp mặt nhau chơi nhau mới anh hùng. Người ta là đưa thông tin lên ừ nói ừ những việc như vậy đó đó, thì các anh chị thấy những anh em nói vậy sai đó, thì các anh chị bình luận lại các anh em sai chỗ nào các anh chị phải nói giải thích ra hết đó, rồi các anh em nghe lại coi ừ những cái việc đó các anh em làm đúng hay sai nó, thì bắt đầu là những cái lời giải thích của anh chị đó đúng hay sai nữa, rồi các anh em sẽ thảo luận tiếp. Chứ đâu mà đó đến đe dọa với nhau lại làm cái gì, chơi vậy nó không có hay đâu anh chị ha. Thì đó còn cái câu chuyện của anh Hải á, thì anh Hải lần trước đã bị đột nhập vô và dọn tất cả đồ đạc của anh Hải. Thì ngày hôm qua thì anh Hải tiếp tục nhận một cái thông tin là đe dọa nữa, tiếp tục nữa là chuyến này không vô nhà mà cúp dọn đồ nữa, mà dùng thẳng bơm xăng để tấn công. Các anh chị làm vậy làm chi vậy, thích thì cứ hẹn nhau ừ cho ngày giờ gặp nhau chơi nhau thôi, chứ làm vậy làm chi hèn lắm. Đâu theo dõi người ta sơ hở người ta không ở nhà rồi cái vô làm gầm gầm đùng 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 đó làm cái gì, thích hẹn gặp chơi khỏi phiền tới nay. Em nói thiệt với anh chị, ở đây chúng em làm YouTube chúng em đồng ý là chúng em kiếm tiền thiệt, nhưng mà chúng em không có hăm dọa ai hết để em kiếm tiền. Em chia sẻ cái thông tin lên YouTube trả tiền cho em đó, thì những cái thông tin ở cô chú anh chị thấy ở Bất Bình ơi hay Thanh Hải này kia đó, chia thông tin vậy sai đó, thì các anh chị đưa lên những cái ý kiến của anh chị là tụi em sai chỗ nào đó, nói cho tụi em biết đó, tụi em sửa ha. Còn này không điện lên chửi tụi em một hơi đó, rồi cái đầu đe dọa làm vậy chứ, thích ừ
Alo, Bắc Bình, Thanh Hải, mày tao thấy mày tào lao quá, muốn chơi tao hẹn cho mày gặp mặt chơi nhau nè, ok, sẵn lòng. Còn chuyện việc của anh Hai Vũ thì em gái của mình thì mình đi nói chung oan ức như vậy đó, thì mình cũng làm đơn đi đầu này đầu kia, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Thì luôn tìm mọi cách để mà tìm hại anh Vũ. Các anh chị nè, đặt cái trường hợp các anh chị, cái sự việc này là không phải chị Hà đi mà Tấn Xà Lan, là các anh chị giải quyết như thế nào? Hai câu chuyện này nè, câu chuyện giữa Tấn và chị Hà nè, nếu người người chết không phải là chị Hà mà Tấn Xà Lan, thì các anh chị sẽ giải quyết gia đình chị Hà như thế nào? Phải như làm như tụi em không? Cũng lên chia sẻ như vậy, rồi cái đầu của tụi em đó là lên là đe điện cho các anh chị, rồi đe dọa các anh chị. Đấy, gia đình người ta như vậy, em út em của mình như vậy, con của mình như vậy, thì mình phải đi đòi cái lại cái lẽ phải cho gia đình, cho con cho em của mình chứ. Người ta giờ người ta làm gì, người ta sai đúng không? Em hỏi các anh chị vậy, em nói phải đúng không? Con mình, em mình thì nó đi một cách oan ức như vậy, mình phải đi tìm lại cái công lý, mình phải yêu cầu đưa ra những cái kết quả mà coi phải là em mình có bị oan hay là em mình đi như vậy một cách hợp lý. Nếu đặt trường hợp các anh chị, con em của mấy anh chị như vậy đó, thì các anh chị giải quyết như thế nào? Ở đây mà các anh chị, người ta đi đòi công lý, các anh chị lên chị đe dọa người ta. Thế đặt như trường hợp như người 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 chết là anh Tấn, là gia đình anh Tấn làm sao? Có đi kiện cho gia đình chị Hà không? Đi đòi lại con lẽ phải, con đi đi đòi lẽ phải cho lại con Tấn không? Thì ở bên đây gia đình chị Hà cũng vậy thôi. Còn các anh chị trên cộng đồng mạng đừng có lên mà chỉ trích mấy anh em mà nói anh em sai. Thì cho sai thì sai, thì mấy anh chị nói sai chỗ nào các anh chị cho người ta biết đó, người ta biết ta sửa cái sai của người ta không? Chứ đừng có đe dọa như vậy đó, đe dọa như vậy đó thì vô tình đó là các anh chị cũng phạm pháp nữa các anh chị. Thì thích để hẹn ra hai người ký một chữ ký xong, viết vài chữ ra đó xong rồi quất nhau là không không là không dính dáng tới pháp luật hết, không dính dáng tới gia đình nữa. Chơi vậy mới giờ gọi là chơi các bạn chị à. Thì cứ như anh em nào hay là người thân người nhà hay là bạn bè gì cũng không tính á, thì nói Bất Bình ơi mày nói vậy là sai đó, mà giải thích ra cho Bắc Bình biết Bắc Bình sai chỗ nào, nói Bắc Bình sửa hợp lý thì Bắc Bình nghe, còn không có lý bắt cho Bắc Bình trả lời một vài câu đó, rồi những cái câu trả lời của Bắc Bình đó, những cái câu hỏi của Bắc Bình ra thì các bạn các anh chị cũng phải trả lời được, chứ đừng có lên mà chửi mắng người ta rồi hơi thậm tệ. Thì hôm nay là em lên thật em tức em lên mình chia sẻ với các anh chị vậy. Nhiều khi điện cho em chửi em, rồi ngày hôm qua thì anh Hải nhận một thông tin là dùng bom xăng đã tấn công gia đình của anh Hải, anh Thanh Hải nữa, rất là tức các anh chị. Thì các anh chị nào muốn cần thì cứ alo và cho cháu gặp vậy thôi. Thì video này em tức của em lên chia sẻ với các anh chị vậy thôi. Đó, các anh chị nghe những cái lời nói của em vậy đó, là đúng hay sai thì các anh chị cho em một lời bình luận nha. Xin phép xin hẹn gặp lại các anh chị ở video sau về cái câu chuyện của chị Hà và nó sự sáng tỏ như thế nào.
thì tụi em sẽ cập nhật sau cho các anh chị biết ha.